Thưa anh chị em và các bạn, trong tuần vừa rồi tôi có nhận được một lá thư thắc mắc viết thế này: còn có một số thắc mắc xin cha giải đáp vào ngày thứ tư 29 tháng 11 95, vì con có việc phải đi xa. Thưa cha, trong bài tin mừng Chúa Nhật 33 thường niên có nói về những dấu chỉ của ngày sau cùng tận thế. Có một số câu con không hiểu nổi. Thứ nhất là Chúa nói sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Thứ hai, Chúa nói người ta sẽ điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, các con sẽ có dịp làm chứng. Thứ ba, cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con. Như vậy thì những thắc mắc này chính là những thắc mắc về bài tin mừng của ngày hôm nay tôi vừa đọc cho anh chị em nghe đấy. Và tôi tưởng là những thắc mắc này không phải chỉ của một người đâu, mà rất nhiều anh chị em tín hữu lấy làm khó hiểu. Và hơn thế nữa, từ cái chỗ khó hiểu nó có thể dẫn đến những quan niệm và những hành động sai lầm. Chẳng hạn như là anh chị em đã từng đọc những cái tờ thư truyền tay nhau để nói về bí mật của Đức Mẹ, tận thế đến nơi rồi, động đất rồi thì rụng sao với rụng trăng gì đó, tôi cũng có dịp đọc. Và nhất là trong khung cảnh cuối cùng của năm phục vụ, những ngày cuối cùng này, thì bao giờ Hội Thánh cũng cho những cái bài tin mừng được gọi là diễn từ trung luận. Thành thử ra tôi nghĩ nhân cái thắc mắc này thì chúng ta dành ít phút để giúp nhau hiểu hơn những cái diễn từ trung luận. Có lẽ điều đầu tiên phải nói với anh chị em là những cái diễn từ trung luận, tức là những bài giảng của Chúa Giêsu về ngày cánh chung, về ngày tận thế đó, nó được viết theo một thể văn mà người Do Thái gọi là thể văn khải huyền. Và trong bộ Kinh Thánh Kitô giáo của chúng ta thì anh chị em còn nhớ cuốn sách cuối cùng là sách khải huyền. Khải huyền là làm sao? Khi mà người Âu Châu người ta dùng chữ Apocalypse chẳng hạn đó, thì người ta chỉ lấy từ cái tiếng Hy Lạp nguyên văn người ta lấy lại. Và cái chữ Apocalypse của Hy Lạp đó nó cũng được dịch ra những ngôn ngữ Âu Châu là Revelation, mà chúng ta gọi là mặc khải. Cho nên mình dịch là khải huyền hay là khải thị hay là mặc khải, cái nghĩa nó vẫn giống nhau, có nghĩa là vén cái tấm màn ra để nhờ đó mình nhìn thấy cái bí mật ở bên trong. Cái bí mật ở đây là bí mật của Chúa chứ không phải là bí mật của người đời. Khải huyền, những bài giảng của Chúa Giêsu về ngày cánh chung, ngày tận thế được viết theo thể văn khải huyền, là một thể văn rất thịnh hành ở bên Do Thái vào thế kỷ thứ nhất trước và sau Chúa Giêsu. Người ta ước đoán nó kéo dài khoảng 150 năm. Và khi người ta sử dụng cái thể văn khải huyền như vậy thì người ta sử dụng những hình ảnh, những màu sắc, những hình tượng. Mỗi một hình ảnh và màu sắc như vậy, con số chẳng hạn, nó có ý nghĩa của nó. Cái này quan trọng lắm. Cho dẫu chiều thứ tư không phải là cái lớp kinh thánh chuyên biệt,
Nhưng mà tôi đã từng nói với anh chị em rồi, khi mà mình đọc Kinh Thánh, một trong những cái rất quan trọng là phải phân biệt cái mà người ta gọi là văn loại. Anh chị em còn nhớ văn loại? Bây giờ một cách đơn giản, anh chị em và tôi đi lễ xong, người ta bách bộ đi ra ngoài lê lợi, ta vào Pahasa chẳng hạn, ta nhìn trên cái giá sách viết bao nhiêu là sách, nhưng mà tất cả những cuốn sách đó nó có cùng một loại với nhau đâu. Có sách lịch sử này, có tiểu thuyết này, có thi ca này, có sách dạy nấu ăn này, có sách dạy các cô những cái nghề khâu vá này, biết bao nhiêu loại sách khác. Và mỗi một loại sách như thế, có phải anh chị em và tôi phải đọc một cách khác nhau không? Mình đọc cuốn tiểu thuyết giống như là mình đọc Kinh Thánh ấy, thì đâu hẳn. Mà mình cũng không thể đọc cuốn sách lịch sử theo cái kiểu như là mình đọc tiểu thuyết hay là thi ca. Cho nên nó có nhiều văn loại. Và ở trong Kinh Thánh của chúng ta cũng vậy, Kinh Thánh là tổng hợp của nhiều tác phẩm, và mỗi một tác phẩm được viết theo những văn loại khác nhau. Và chính vì chúng ta không phân biệt cái văn loại đó, cho nên trong lịch sử của Hội Thánh đã có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chẳng hạn 11 chương đầu của sách Sáng Thế mô tả về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật, con người, rồi cảnh địa đàng, rồi con người sa ngã, rồi lụt hồng thủy đấy. Thế thì anh chị em và tôi, nếu mà mình đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế như là một cuốn sách lịch sử theo cái nghĩa hiện đại, chẳng hạn như là ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam được hoàn toàn giải phóng đấy. Khi người ta viết như vậy, có nghĩa là người ta viết một sự kiện lịch sử, ngày đó, tháng đó, giờ đó xảy ra cái sự kiện đó. Thế nếu mà chúng ta đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế theo cái kiểu như thế, thì anh chị em và tôi sẽ tin chắc chắn rằng Chúa tạo dựng con người ta bằng cách là Chúa lấy đất sét nắn thành hình người, thổi hơi vào lỗ mũi nó thành người. Thế rồi đến khi mà mình là một sinh viên, các bạn trẻ đây chẳng hạn, bước vào ngưỡng cửa đại học, nghe thầy giáo giảng về thuyết tiến hóa, đây là cảm thấy lúng túng. Như vậy hóa ra là từ bé giờ tôi tin là Chúa dựng nên con người bằng cách là Chúa lấy đất, Chúa nắm hình người, thổi vào lỗ mũi, thì đức tin của tôi không đúng à? Lỗi đâu có phải ở Kinh Thánh, lỗi ở mình á. Mình không học giáo lý, mình không hiểu Kinh Thánh. Mình đã đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế theo cái văn loại lịch sử, đang khi thực ra không phải vậy. Hay cái vụ án Galilee thì cũng thế thôi. Mình mở sách Giô-suê ra, có một đoạn ông Giô-suê ông đuổi theo quân thù, trời sập tối, ông mới đứng ông mới xin Chúa là cho mặt trời đứng lại để ông mới đuổi theo quân thù, ông đánh cho nó đã. Rồi Chúa cũng cho mặt trời tắt. Dựa vào cái câu đó, ông ấy xin Chúa cho mặt trời đứng lại. Như vậy thì có nghĩa là mặt trời nó phải đi chứ, thì bây giờ mới xin cho nó đứng chứ. Và từ đó mình quan niệm rằng mặt trời quay chung quanh trái đất. Đến khi mà những nhà khoa học người ta nói là không phải vậy, trái đất quay chung quanh mặt trời, thế là mình tá hỏa tam tinh lên, mình bảo là rối đạo, rồi mình kết án người ta. Mãi đến bây giờ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng ta phải xin lỗi,
về vụ án Galilee ở trong hội thánh. Anh chị em thấy không? Thế cho nên là khi mình đọc Kinh Thánh, mình phải phân biệt được cái văn loại. Cuốn sách này viết theo thể thi ca, cuốn sách kia viết theo thể lịch sử, cuốn sách nọ viết theo thể giáo huấn. Ngay cả trong một cuốn sách Tin Mừng theo Thánh Luca chẳng hạn, thì có cái phần này viết theo lịch sử, phần kia viết theo một thể văn khác. Phải phân biệt. Tôi nhắc lại cái điều đó vì nó rất là quan trọng. Và bởi vì những diễn từ chúng luận, những bài giảng của Chúa Giêsu về ngày tận thế là Ngài sử dụng cái thể văn khải huyền. Chúng ta phải biết cái thể văn đó, mình mới lĩnh hội được lời Chúa nói với mình. Nếu không là mình sẽ bám ngay vào đó để mình tuyên bố nhật thực tận thế đến nơi rồi, tôi là mua mì gói thôi. Mà mình cứ nghĩ như thế là mình đạo đức, có đạo đâu. Thế cho nên cái điều xác định đầu tiên đó là tôi nhắc anh chị em, những bài giảng của Chúa về ngày tận thế được viết theo thể văn khải huyền và rất khó hiểu. Cho nên chúng ta phải có cơ hội tìm hiểu, học hỏi cho kỹ. Thế thì ẩn ở trong tất cả những bài giảng được viết theo thể văn khải huyền mà chúng ta gặp được ở trong Kinh Thánh Kitô giáo, những bài giảng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew, Tin Mừng Marco, Tin Mừng Luca, rồi cả một cuốn sách khải huyền. Còn nếu mà trở lại với Cựu Ước, anh chị em sẽ đọc được sách Daniel chẳng hạn. Đấy, hàm ẩn trong tất cả những bài giảng đó là cái gì? Là một niềm xác tín căn bản của người Kitô hữu, xác tín rằng lịch sử mà chúng ta đang sống đây không phải là vô nghĩa, nhưng lịch sử này được Thiên Chúa hướng dẫn và chắc chắn nó sẽ đi đến một cùng đích mà sách khải huyền mô tả một cách hình tượng, là sẽ con không còn nước mắt, không còn khóc lóc, không còn đau thương. Lúc đấy Chúa sẽ là tất cả mọi sự trong tất cả mọi người. Đấy, cái xác tín căn bản là như vậy. Cái lịch sử này nó không có vô nghĩa, mà Chúa hướng dẫn lịch sử này để dứt khoát là nó phải đi tới một cùng tận thật là tốt đẹp. Và anh chị em đừng quên rằng cái cuốn sách khải huyền của Thánh Gioan đó được viết ra trong khung cảnh của một giáo hội đang bị bắt bớ và bách hại. Chính trong cái khung cảnh mà giáo hội đang bị bắt bớ, bị bách hại như thế, Ngài viết cuốn sách khải huyền để nâng đỡ niềm tin của người ta. Hãy tin tưởng chắc chắn là Chúa đang có mặt ở trong lịch sử này, và Chúa dẫn chúng ta đến một cùng đích tốt đẹp, cho dẫu chúng ta đang phải đối diện với những thử thách gian nan. Thì cái xác tín căn bản nó là chỗ đó. Thế thì đối với người Kitô hữu chúng ta, cái tận cùng của lịch sử đó là khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Anh chị em vẫn đọc Kinh Thiên Kính như vậy. Chúng ta gọi đó là ngày quang lâm của Chúa. Thế thì bao giờ ngày quang lâm nó xảy ra, chúng ta không biết. Thế nhưng mà Chúa cho mình một số những cái dấu chỉ. Dấu chỉ thứ nhất này, đó là những cơn bắt bớ và bách hại. Nó thành thử ra
người viết cho tôi cái thư thắc mắc này, nói rằng người ta sẽ điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con. Đấy là một trong những dấu chỉ về ngày quang lâm của Chúa. Trước khi Chúa trở lại trong vinh quang, nó sẽ xảy ra cái tình trạng mà người Kitô hữu bị bắt bớ, bị bách hại. Bị bách hại không phải là từ phía vua chúa quan quyền của thế gian mà thôi, mà còn bị bách hại ngay từ giữa gia đình của mình. Cha mẹ, anh em, bạn hữu sẽ nộp các con. Cái dấu chỉ thứ hai đó là những cuộc chiến tranh và những tai họa, chẳng hạn như là động đất. Thế cho nên khi anh chị em đọc những bài giảng này, anh chị em mới thấy là Chúa nói sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi. Thế rồi ngoài những cái tai họa ở trên đất này, lại còn có cả những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Tất cả những cái này nó là những dấu chỉ báo trước ngày Chúa quang lâm. Nhưng mà thực sự khó lắm. Khó làm sao? Là bởi vì chính Chúa Giêsu nói là ngày tận thế thì chính con người cũng không biết là ngày nào, giờ nào. Thế cho nên là khi mà có một số anh chị em cứ loan báo là năm này thì tận thế, năm kia tận thế, thì quả là anh chị em thông minh hơn cả Chúa. Bởi vì Chúa không biết mà mình biết thì mình giỏi quá. Nhưng mà nói cái điều đó ra mình mới thấy nó lố bịch. Mà đã bao nhiêu lần xảy ra như thế rồi, chứ không phải là không. Cứ loan báo năm này tận thế, năm kia tận thế. Chính Chúa nói là Chúa không biết đó. Thành thử ra nó có một cái nguy cơ là quả thật Chúa Giêsu đã nói trước ngày quang lâm của con người thì có những cái dấu chỉ như là bắt bớ, bách hại, như là chiến tranh, như là tai họa, như là những điềm lạ ở trên trời. Thế nhưng bởi vì Chúa không xác định rõ ngày nào Chúa đến, cho nên chúng ta dễ bị rơi vào cái cơn cám dỗ là mỗi một khi mình thấy động đất chẳng hạn, mình bảo tận thế rồi. Cứ mình thấy xảy ra chiến tranh, tận thế đến nơi. Và mình cứ loan báo như vậy, rồi người ta chả thấy nó xảy tới. Đâm ra người ta cho rằng những người theo đạo là những người dốt nát, mê tín, dị đoan. Và cái công việc mà chúng ta tưởng là đạo đức, hóa ra lại là cái công việc khiến cho người ta có ác cảm với đạo nhiều hơn. Nó nguy hiểm cái đấy. Thế thì thái độ nào mà chúng ta phải có? Chúa Giêsu muốn chúng ta có cái thái độ này: ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Tức là mình nuôi trong lòng mình một cái niềm tin tưởng và hy vọng chắc chắn rằng Chúa đang có mặt trong cuộc đời. Và cho dẫu có những cái mình cảm thấy như thể là đau khổ, ngược đãi, nhưng mà mình tin tưởng rằng Chúa dẫn cả cái lịch sử nhân loại này đến một cùng đích tốt đẹp nhất. Và vì vậy, dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh chị em và tôi cố gắng để nuôi dưỡng đức tin, để sống gọi là bền đỗ, tức là kiên trì trên con đường của phúc âm. Đấy là cái thái độ mà tôi nghĩ Chúa Giêsu mong đợi nơi chúng ta, chứ không phải là mình ngồi để mình chẩn đoán cái này cái khác. Thế cho nên thưa anh chị em,
Hôm nay nhân cái thắc mắc nó liên hệ cụ thể đến bài phúc âm, không phải chỉ của hôm nay mà là những bài phúc âm của suốt tuần này và sang cả mùa vọng nữa, anh chị em sẽ nghe những bài phúc âm tương tự. Nó là những cái bài được rút ra từ những diễn từ trung luận, bài giảng của Chúa Giêsu về ngày cánh chung, về ngày tận thế, có thể làm cho chúng ta cảm thấy khó hiểu. Thì tôi xin gợi một vài cái điểm mà tôi cho là chính yếu thôi, chứ tôi cũng không có dám khai triển nó quá dài và nó quá sâu, để chúng ta nắm được cái ý nghĩa chính là như vậy. Những bài giảng đó Chúa Giêsu gieo vào trong lòng chúng ta niềm tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa có mặt trong lịch sử và Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử này đến cùng đích tốt đẹp nhất. Và vì thế, với niềm tin và niềm hy vọng như vậy, dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa, chúng ta nuôi dưỡng đức tin và kiên trì sống đức tin, sống con đường phúc âm của Chúa Giêsu. Đấy là cách mình chuẩn bị để đón nhận ngày quang lâm của Chúa tốt nhất, bất cứ Chúa đến vào lúc nào và giờ nào. Thưa anh chị em, với tâm tình như vậy, chúng ta cùng cầu nguyện với nhau.